đúng không? Thế là ông Thự là lớn ông nhất. Thự là thứ hai, còn bà chị cả năm nay 92, ông Thự nhà tôi 89. À. Xong đến ông Thơ, xong đến cái bà chủ, xong đến bà Từ, đến tôi mới cái đến. Ông Thơ, bà Thơ giàu là khác hơn lắm. Rồi bà Thơ nhà tôi cũng bị thân khèo lắm. Khèo nhưng mà những người chết về giàu. Vâng, chết về tham lắm. Đi chữa bệnh chỉ sợ tiền thôi. Sợ tiền. Vâng. Tham lắm. Vâng, giàu có. Tham tiền lắm. Vâng. Có đứa trong miền Nam năm ngoái tôi gửi thuốc cho mà. Bà có đứa cháu gái bên Trung Quốc. Thế bà bị thế này là từ chính thức là từ tháng nào? Từ chính thức từ tháng 5. Cuối vâng. cuối tháng 5. Thì tháng 6, tháng 7, tháng 8 đấy. Vâng. Độ khoảng hai mấy tháng năm đang ngồi tự dưng thấy nó đau. Ừ. Thế về nó cũng thượng hạng đấy. Ừ. Nhưng mà không dám nói với các con mãi nó xòa ra thì mà các con nó cứ bị ẩn. Nó sợ dịch nó không ưa. Thế nên bác bảo là ở nhà thì cũng gọi người tiêm ở nhà. Ừ. Tiêm nó mới mít. Nên bác sĩ bảo nó đau cốc thế này mới mít hết dây thần kinh rồi. Mà bác sĩ quay, tôi cũng nằm dưới đất, tôi quay trong trong bác sĩ không làm gì được. Ừ. Là bác sĩ chữa cho thì 5 ngày tôi lại dậy đi được. Thế là nằm chưa ở Yên Mỹ hay là chưa ở... Chưa ở Đa Khoa Phố Lối. Ừ. Còn cái phi này là chụp ở Phố Lối. Đúng à, rồi. Chụp ở Đa Khoa Phố Lối người ta không trả cái bệnh án này. Đây tôi chụp ở Phố Lối, tôi chụp ở Yên Mỹ, theo bảo hiểm của tôi. Mà tôi mới lên Đa Khoa. Nên thì báo cáo với ông là bác sĩ chữa cho uống thuốc, nhưng tôi chưa uống ở đâu. Chưa chữa gì. Chữa mỗi cái của ông bác sĩ ở trên khoa xương thôi. Thế là tôi chữa được 10 ngày, tôi thấy nó đi lại được. Tôi hoàn cảnh cháu nó bé, con này là bé, tôi xin về. Về được đến chục ngày tôi lại đau. Lại nhờ bác sĩ chụp mà rồi lại đau thế là thôi đau thì nên nó chữa cho luôn để nhá. Đâu đây xương đâu. Xương của bà đây, thoái hóa xương của bà đây, để cong vẹo hết cuộc sống này sao mà được. Bà luôn đi ạ. Vâng. Sinh thế này mà để cho gai quá thì chán nhỉ. Thế có đi mua không? Em à? Có mua ở xã không? Xã nhỉ? Xã có. Nhưng mà bây giờ mấy năm nay có tuổi rồi thì các cháu nó trẻ hơn nó làm rồi. Trưởng phòng văn hóa xã, văn hóa huyện đều nhờ tôi làm cho đấy. Yeah. Ừ, đi thì đi. Thế bà thì nếu có thời gian thì thôi chữa cho nó khỏi, cho nó đỡ khổ nhá. Vâng. Nhưng mà ngày thì phải xuống buổi sáng, không xuống buổi chiều được. Vâng. Vì phải co kéo cho nên không, vâng, không đến vâng. Buổi chiều được, buổi chiều nó ảnh hưởng đến đường ruột là không được. Vâng. Còn thằng cháu nhà mình thằng nó là nó bị đỡ cổ thì chữa sau. Nó không phải tôi khám được rồi. Vâng. Cháu không có hoàn cảnh, có người đưa đó. Trẻ tuổi thế mà đã trung tá rồi, giỏi thế. Vâng, cháu đi từ năm 19 tuổi đấy. À, được.